Rồi, xin mến chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chúng ta lại trở lại tiếp tục nhận định và nghe những lời bình luận và nhận xét của Hồng Sơn ẩn danh liên quan đến tất cả lùm xùm thị phi trong suốt thời gian dài vừa qua. Đến bây giờ chúng ta cũng đã thấy rõ được thực sự về bản chất nhân cách của Hồng Sơn như thế nào trong drama này. Hôm nay trên bài chia sẻ nhận định mới nhất của Hồng Sơn thì chúng ta thấy rằng về việc Hồng Sơn đánh giá trong tất cả các cái sự kiện diễn đàn liên quan đến Minh Tú, liên quan đến tất cả các vấn đề được cho là tiền bạc. Ấy, hôm nay là tháng 7 thì chúng ta cũng đã thấy là biết rồi, tháng 7 là tháng cô hồn, tháng 7 dành cho tháng mà tất cả các Phật tử dành riêng các cái tâm niệm để mở lòng từ bi, để giải thoát tất cả cái được gọi là tham sân si trong trần tục này. Nhưng Hồng Sơn lại rất cay cú thể hiện bản chất của mình là một tên được gọi là rất là điêu hoa và ác tâm ác nghiệt trong cuộc chơi này. Thường xuyên lôi các nhân vật để công kích, để miệt thị một cách rất là vô cớ. Đặc biệt đó là Minh Tú. Chúng ta cũng đã biết riêng đối Minh Tú là một người mà được cộng đồng mạng gọi là thành viên của Thiền Âm. Và thực sự Minh Tú cũng là thành viên kế tiếp trong tất cả các cái diễn biến đối với người Thiền Âm trong suốt thời gian qua. Và ở bài viết này, ẩn danh Hồng Sơn lại ví Minh Tú như một cô hồn. Tháng 7, chúng ta thấy một luật sư được nhân danh là người nhân trí đức, nhưng lại đem nhân vật Minh Tú này ra xúc xỉa một cách vô cớ, ví Minh Tú giống như một cô hồn của rằm tháng 7, và dựng nên những câu chuyện, đưa ra những cái luận điểm mà chúng ta cảm thấy rất là vớ vẩn và mắc cười. Chúng ta cũng đã biết rằng tất cả những phân tích và diễn giả của Hồng Sơn giống như anh tự tát vào mặt bản thân của anh như vậy. Anh không nhận ra được cái ý thức về nhân cách của con người anh là như thế nào. Anh tự cho mình là cao cả hơn người, cho nên anh nhìn ai cũng thấp kém hơn anh cả. Đấy, chúng ta cũng nghe và biết được rất nhiều các cái bài chia sẻ của ẩn danh Hồng Sơn này để nhận định được về giá trị bản thân và nhân cách của anh. Tự nhận mình là một người có trí thức, có địa vị trong xã hội, nhưng thực chất bản thân anh là cỏ rác trên vỉa hè đấy các bạn, rất là thối tha, rất là đê tiện, và quan trọng nữa là rất là thấp kém về nhân cách. Chúng ta cùng nghe lời nhận định của Hồng Sơn đánh giá về một Minh Tú mà để chúng ta thấy được sự đê hèn, sân si, sự ti tiện của Hồng Sơn này có xứng đáng là một luật sư để rồi tối ngày ăn mặc vest tông cà vạt lên diễn đàn để tung hô như thế này hay không? Cái hình ảnh mà tháng 7 đó là cô hồn được trở về dương gian như thế. Mà cái cô hồn này là đương nhiên là cô hồn đói, bởi vì đầy xuống dưới mà bây giờ mở cửa cho hắn lên. Và khi mở cửa lên hắn chạy vậy đó, thì lông nhông đi tùm lum mà hắn đói. Mà hiện tượng của một cái đói đó ta thấy rõ, hắn đâu thấy tiền, tức là tiền là cái vật ngang giá chung. Tiền suy cho cùng đó là một vật ngang giá chung, để rồi đó đổi ra hoặc là mua, thì mua đó là nó đổi ra theo cái gì, mua thực phẩm. Cho nên hắn thấy tiền, hắn tham dầu cho tiền như thế nào hắn cũng muốn bỏ túi riêng. Hình ảnh của hồn đó nó diễn ra chỗ đó. Phần tiền đó mà cho cha mình hắn cũng chẳng cần cha hay chú gì đây, bất chấp. Cho em, cho bạn chẳng muốn mang thua, khát khao đồng tiền từ đó, bởi vì cũng đó. Ê, các bạn có nghe anh Sơn này nói không? Anh đem cái hình ảnh của những cô hồn tháng 7 anh áp đặt vào Minh Tú để ví dụ, để ví cho rằng Minh Tú giống như một cô hồn tháng 7 cần tiền và lợi dụng vào cái đồng tiền để làm những chuyện vô đạo với cha mình. Các bạn thấy không? Một cái suy nghĩ, một cái dẫn chứng rất là ác nghiệt của Hồng Sơn ví những cô hồn tháng 7 giống như một Minh Tú bằng xương bằng thịt giữa đời trần như thế này. Trong khi các bạn cũng đã biết, theo truyền thuyết dương gian ngày xưa thì người ta nói rằng là cô hồn tháng 7 là những linh hồn kém may mắn trên dương trần này. Khi về với cõi âm thì những linh hồn này vất vưởng lang thang và bị địa ngục âm phủ đóng cửa nhốt lại. Và đến thời điểm định kỳ là rằm tháng 7 của hàng năm thì lại mở cửa địa ngục
và cho trở về với trần gian. Nên người đời thường gọi cô hồn tháng 7 là một cái ngày mà được cõi âm mở cửa địa ngục để cho những cô hồn kém may mắn này vất vưởng trở về với dương trần. Và lúc này thì những cô hồn này đói khát tìm miếng ăn, cho nên người ta gọi là cô hồn tháng 7 là như vậy. Vậy mà tên bản danh Hồng Sơn này đem Minh Tú ra so sánh và ví giống như những cô hồn tháng 7 như thế này. Thật là ác nghiệt. Những lời nói của Hồng Sơn mang tính rất là thâm cay và thâm hiểm đó các bạn. Vậy mà lúc nào cũng tự nhận và cho rằng mình là người mạo đạo, yêu thương, giúp đời, giúp người. Và đặc biệt là yêu thương, quan tâm, giúp đỡ người thiền am vô điều kiện. Đây là những câu cửa miệng rất là điêu hoa và xảo quyệt của ẩn danh Hồng Sơn này. Lợi dụng cái hiệu ứng và tên tuổi của thiền am để trục lợi riêng cho bản thân mình. Vậy mà lên mạng lúc nào cũng nói rằng tôi không cần tiền, tôi không vì tiền, tôi không vụ lợi vì thiền am. Nhưng bản thân của Hồng Sơn thì để lại đi ngược với quan điểm suy nghĩ này. Lúc nào cũng nhắm đến tiền và lợi dụng đồng tiền này để trục lợi một cách vô cớ và tráo trở của Hồng Sơn. Rồi chúng ta tiếp tục nghe anh ẩn danh Hồng Sơn này ví cô hồn tháng 7 này ở 18 tầng địa ngục giống như một chung cư 18 tầng mà anh so sánh một cách rất là nực cười cho tên bản danh Hồng Sơn này. Họ cũng tội cho cái cô hồn như vậy là bị hồi đó là làm ác đẩy xuống 18 tầng địa ngục. Một tầng thấy được ghê, 18 tầng. Quý vị cho bây giờ cứ đó là âm, bây giờ dương đi. Quý vị thấy nhà nào mà 18 tầng là thấy cũng ghê rồi. Cái đó là dạng chung cư cao tầng rồi. Mà đây âm xuống như dưới địa tây mà 18 tầng. Mà còn ở đó cũng bị tra tấn. Bây giờ thả lên đó là coi như là như một cái gì đó là tự do. Ây, các bạn nghe có mất cười không? Anh với cô hồn tháng 7 ở 18 tầng địa ngục giống như chúng ta đang ở chung cư 18 tầng như thế này. Các bạn tưởng tượng cái độ cao của chung cư 18 tầng nó giống như thế nào? Nó có giống như địa ngục trần gian hay không? Một sự dẫn chứng rất là vớ vẩn và nực cười của tên mà kém về nhân cách và giá trị đạo đức như thế này. Thực ra chúng ta cũng đã biết Hồng Sơn là một tên bẩn danh chuyên la liếm hết kênh này đến kênh khác. Nhân cách và đạo đức thì giả rách, nhưng lúc nào cũng đi so sánh nhận định người đời và cho rằng người đời ai cũng thấp kém hơn mình. Thật là trơ trẽn và điêu hoa của giọng điệu Hồng Sơn này. Tự do là ăn nói, vì cô hồn bản tính là cô hồn mà. Đó. Quanh năm có thấy được mặt trời đâu, tối tăm mù mịt, cả nghĩ đen lẫn nghĩ bóng. Cho nên đó là thoát ra được, lên đời là coi như là nói năng bất chấp, chẳng biết trời biết đất gì cả. À, và khi nói vậy đó là rất cần tiền, rất cần tiền. Bản danh là Lý Hồng Sơn này có cần tiền hay không? Mình nói người ta là rất cần tiền, nhưng bản thân của mình có phải là cần tiền hay không? Nếu anh nói anh không cần tiền thì anh thề đi, anh rất là điêu. Cái cần tiền nó sao rồi? Để thỏa cái cơn khát đói đó. À, cho nên cái dạng của hồn đó, nó không biết cha là ai đâu, không biết em là ai đâu, nói chung không biết thân thích là gì. Miễn sao mà thỏa mãn được cái cơn khát đói của hắn đó, của cô hồn đó là được rồi. Và cô hồn thì không phải đơn độc. Cái đặc biệt là cô hồn nó không đơn độc, mà cô hồn nó đại khái là nó có bạn cô hồn. À, cô hồn có bạn cô hồn. Ây, các bạn có nghe giọng điệu của anh Sơn không? Rất là điêu, cộng với lại cái nụ cười vừa điêu mà vừa cay. Cay ở đây là cay những con người đã vạch trần cái sự thật về bản chất ma mị xấu xa của mình ra. Cho nên anh dẫn chứng, anh đưa ra những cái sự việc, anh dựng nên những cái câu chuyện này để ví, để khịa người đời. Nhưng thực ra anh lại không nghĩ lại bản thân của anh. Chính anh đã nhục mạ và lột trần chính cái bản mặt và sự thật về bản chất của con người anh đó, Hồng Sơn ạ. Con người anh mới đúng là một cô hồn tháng 7 đấy. Anh la liếm hết kênh này đến kênh khác. Anh nhảy hết chỗ này đến chỗ khác để lợi dụng để kiếm được miếng ăn, miếng uống từ các YouTube, từ các fan. Ấy, như vậy mà anh không so bì, anh không nghĩ lại bản thân của mình đang tồi tàn, đang thấp kém như vậy mà anh không nhận thấy ra. Anh chỉ thấy trước mặt anh, xung quanh anh, ai cũng là thù. Ấy, anh không thấy bạn anh là ai. Bạn anh chính là những con người mà đồng quan điểm với anh. Ấy, anh mới đúng là cô hồn tháng 7, cô hồn la liếm Hồng Sơn đấy. Thì cô hồn có cái đạo của cô hồn. Cho nên đó, là có những con người đó, nằm có những con người mà hồi khác thành cô hồn đó, thì nó có điểm giống chung.
vì cũng bị đưa xuống 18 tầng địa ngục hết, cho nên thấy đồng tiền khát khao. Tôi đã từng có bài chia sẻ những con số như là 5.000 đô, 3.400 đô, 4.600 đô, 3.400 euro, đâu có gì mà những cái con số như vậy đó. Bây giờ cái con số mà nó liên quan tới cái con số đó, trong cái đợt đó thì có bây giờ có, tôi nói lại là có con số là 3.400 euro. Ây, nếu anh không vì tiền, nếu anh không cần tiền và anh không tham lam vì tiền, thì tại sao lúc nào anh cũng đem cái đồng tiền ra để anh sân si, anh so bì? Bởi vì anh nghĩ rằng người ta luôn thừa hưởng, luôn nhận được cái sự ưu tiên để có được những đồng tiền từ cái niềm tin và lòng thương yêu của bá tánh. Anh không được như người ta, cho nên anh rất cay. Bởi vậy anh đem cái lòng tham lam sân hận của anh ra để so sánh, để ví von, để dựng nên những cái câu chuyện vô cớ để quy chụp, để dẫn dắt và để vu khống cho người đời như vậy. Thực ra bản chất con người anh rất là đê tiện, vừa xấu xa, vừa thấp hèn, vừa thấp kém về nhân cách. Nhưng lúc nào anh cũng luôn thể hiện mình là người tài trí đức hơn người. Thật là nhục nhã đến Sơn à. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta lại tiếp tục theo dõi những diễn đàn tiếp theo của Hồng Sơn trong những bài viết tiếp. Đến đây mình xin kết thúc thông tin này. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe và theo dõi. Xin mến chúc quý vị và các bạn có một ngày bình an và hạnh phúc. Mình xin chào thân ái ạ.